Hello mọi người, hôm nay Diễm giới thiệu với mọi người thêm một công thức bánh mì mới nha. Thì cái công thức bánh mì của Diễm ra cách đây một tháng á, nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của cô chú anh chị và các bạn. Thì đó là động lực cho Diễm để tìm ra thêm một cái công thức bánh mì nữa. Đây là công thức bánh mì làm rất là nhanh và mọi người xem nè. Cái bánh mì nó xốp ha, khi mà mình bóp xuống á, mình bóp lại như vậy thì nó dẹp xuống cái ruột nó như vậy, nó rất là rỗng. Ngon lắm và giòn. Và cái thời gian á, để làm bánh mì này á, Diễm làm á, thì hơn 2 tiếng, nhưng mà nếu mà mình làm chậm hơn tí xíu thì có thể là 2 tiếng rưỡi. Có thể được gọi là công thức bánh mì mì ăn liền luôn đó. Rất là ngon. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mời mọi người vô bếp cùng làm món bánh mì này với Diễm nha. Với công thức bánh mì này thì mình sẽ sử dụng bột làm bánh mì để mình làm nha. Thì Diễm cũng có thử với lại cái bột mà hôm bữa Diễm làm bằng bánh mì không cần bột 13 đó. Thì vẫn ngon, chỉ có nở ít hơn tí xíu thôi nhưng mà cũng rất là ngon. Đây là cái bao bột mà Diễm sẽ sử dụng cho cái công thức này. Thì mọi nếu mà ở Na Uy mình tìm trong những cái siêu thị của Coop thì đều có. Thì cái bao bánh mì, bột bánh mì này cái protein của nó là 13 gram, rất là chuẩn. 13 gram á, là mình làm được bánh mì ngon rồi. Còn nếu mọi người tìm không được thì có thể dùng bột mì này ở trong rề ma, những cái siêu thị rề ma đều có. Thì đây là bột mì hữu cơ luôn đó, và cái protein của nó cũng là 13 gram. Tiếp theo là cái phần men. Thì cái men này á, mình tìm trong cái hệ thống siêu thị nào của Na Uy cũng có, là men bình thường, men nở á, là men này không cần kích hoạt nha. Thì mọi người sử dụng á, men nào cũng được. Men nếu mà men cần kích hoạt thì mình kích hoạt thôi, mình mua men dùng làm bánh mì hoặc là men nở thì mình sẽ làm được bánh mì, không nhất thiết là phải mua đúng cái hiệu men này mới làm được nha. Đây là cái bịch bột phụ gia nè mọi người ha. Có nhiều bạn á, thì thắc mắc là không biết là phụ gia là gì, thì bà Diễm có cái bịch bột Diễm đưa cho mọi người xem. Thì cái này nó hết hạn rồi, hết hạn hồi tháng 11 năm 2019. Diễm mua xong rồi Diễm làm mấy lần thất bại bánh mì, dù sử dụng phụ gia thì bánh mì nó cũng quá cứng đi, nên là Diễm để đó, Diễm không xài luôn. Và bây giờ tìm ra được cái công thức bánh mì này thì cái bao phụ gia này mình dục cho thùng rác luôn được rồi. Bây giờ mình sẽ đi pha bột nha. Diễm sẽ cân vô 450g bột bánh mì, hoặc là bột á, mọi người lựa bột 13% protein thì làm sẽ ngon. Diễm cho vô 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng không có đầy nha. 1 muỗng đầy cà phê đường. Và bây giờ là phần men nở, thì Diễm sẽ cho vô 2,5 muỗng cà phê men, không cần kích hoạt nha. Còn nếu mà men cần kích hoạt á, thì mọi người sử dụng cái lượng nước trong công thức để kích hoạt men. Sau đó mình dùng cái phới lòng như vậy nè, mình khuấy lên cho bột, men và đường muối nó đều với nhau. Sau đó mình sẽ đi cân cái hỗn hợp chất lỏng. Thì ở đây Diễm có một cái trứng nè. Trứng này thì Diễm tách vỏ ra đó, Diễm cân sẽ được 54g. Thì 54g thì Diễm sẽ cộng thêm cái phần nước nữa, sao cho tổng cộng là 250g nha. Cái này Diễm quay chậm với lại nhắc hơi kỹ, tại vì cái công thức bánh mì đầu tiên của Diễm á, nhiều bạn thắc mắc không biết là hai cái lượng nước tổng á, là đã trừ trứng hay là cộng trứng vào, thì là trứng gà cộng với nước sẽ là 250g nha. Còn nếu mà mình không có dùng trứng á, thì mình sẽ cân 240g nước. Nhưng mà Diễm thấy là cái bánh á, nó lại không có nở to, với lại nó không có giòn bằng mình sử dụng trứng nha. Diễm lưu ý mình khuấy lên cho đều nha. Ở đây á, Diễm có cái muỗng canh nè. Muỗng canh của Diễm là 15ml nha. Thì Diễm sẽ cho vô 2 muỗng canh sữa tươi, thì nó là 30ml. Sữa tươi này là sữa tươi không đường, mọi người nên sử dụng mà sữa không có tách béo thì nó sẽ ngon. Và ở đây là chanh tươi nha, mình sẽ dắt cái nước cốt chanh tươi này nè. Lấy phần nước cốt rồi mình sẽ pha vô trong cái phần sữa. Thì đây là cái hỗn hợp để giúp cho cái bánh mình nó rất là ngon. Diễm sẽ cho 1 muỗng canh là tương đương với 15ml nước cốt chanh tươi nha. Mình cho vô phần sữa. Đó, mình sẽ thấy là cái sữa bắt đầu nó kết lại như vậy nè. Thì cái này chính là cái hỗn hợp giúp cho cái bánh mình nó nở xốp, nó giòn mà không cần phải dùng phụ gia.
rất là ngon và bổ dưỡng nữa. Rồi sau đó mình sẽ cho cái hỗn hợp trứng vào bột nha. Rồi đây là cái hỗn hợp sữa và nước cốt chanh, mình cho vào luôn. Và Diễm sẽ cho một muỗng canh dầu ăn nha, thì khoảng 15ml. Mình dùng cái cây trộn bột đó, mình trộn cho bột nó thật đều. Phần nước, á, phần hỗn hợp chất lỏng á, với bột khô á, nó đều với nhau. Rồi mình sẽ đem cái hỗn hợp bột này á, mình đi trộn, đi nhồi bằng máy. Thì nếu mà mọi người không có máy á, thì mình sử dụng tay mình nhồi thôi. Dùng máy, dùng tay gì cũng được hết. Nhưng mà quan trọng là bột sau khi nhồi xong á, là nó phải mịn, nó chắc cái khối bột á. Máy của Diễm á, Diễm có để cái tên máy ở đây cho mọi người xem nha. Tại rất là nhiều bạn nhắn mà hỏi đi hỏi hoài một câu hỏi á, thì trả lời cũng rất là mệt. Diễm sẽ bật máy ở cái số 1, máy Diễm có 6 số. Thì mình sẽ nhồi ở cái tốc độ thấp nha, trong vòng 15 phút. Mình nhồi á, thì mình thấy là bột á, nó róc khỏi cái thành của cái âu quýt bột á, thì là bột á, là đạt nha. Bột với lại cái liều lượng công thức này thì nó rất là ngon, mình không cần phải sử dụng bột áo luôn mà không có bị dính. Đây Diễm lấy bột sau khi nhồi được 15 phút thì Diễm lấy ra cho mọi người xem. Nó hơi dính tay thôi nha, chứ không có dính nhiều, nhưng mà mình kéo ra được đó. Rồi mình đập cái cục bột xuống cái mặt phẳng như vậy nè, mình nhồi lại tí xíu. Mình nhồi, chỉ cần nhồi lại tí xíu nữa thì nó sẽ không còn dính tay nữa đó. Là bây giờ cái khối bột nó rất là chắc, nó mịn. Mọi người xem kỹ giùm Diễm nha. Thì đó là như vậy, không có nhão quá mà cũng không có khô quá, khối bột nó chắc, nó mịn. Thì tại vì mỗi loại bột nó hút ẩm khác nhau đó, cho nên là mọi người nên cộng trừ 10g chất lỏng nha, thì là sẽ ra được cái bột này. Tại vì Diễm đã thử cái công thức này, Diễm thử nhiều hơn là công thức đầu tiên nữa, thì Diễm thấy là cái chất lượng của bánh á, nó cũng, nếu mà bột mà khô quá thì cái bánh ra nó sẽ bị dai, còn nếu mà bột vừa đủ chuẩn như vậy thì cái bánh nó xốp, nó giòn, nó rất là ngon. Cho nên nếu mà lần trộn đầu tiên mà khô thì mình thêm 10g nước nha. Sau đó mình sẽ lấy cái khăn á, mình ủ lại như vậy nè, mình đậy lại để bột nghỉ 20 phút nha. Hôm nay Diễm sẽ dùng cái dĩ nướng bánh mì nè để Diễm nướng. Tại vì hôm trước thì Diễm có hướng dẫn cách nướng bằng không vỉ rồi. Thì mọi người nếu mà không có vỉ này thì sử dụng cái phương pháp nướng như là cái video bánh mì không cần vỉ nướng nha. Đây là khối bột sau khi ủ được 20 phút thì Diễm đã vo tròn nó rồi đó. Thì bây giờ nó dày, mình để nguyên cái khối bột như vậy luôn nha. Và bắt đầu mình sẽ chia bột. Thì Diễm sẽ chia cái khối bột này ra làm 6 phần bằng nhau. Thì mình chia bằng mắt của mình thì có thể nó trên lệch, nhưng mà cũng không sao hết. Diễm đã thử rồi, bánh nhỏ hơn tí xíu hoặc là bánh to hơn tí xíu mình nướng cùng lúc thì cũng không sao. Cố gắng, mình chỉ cần cố gắng mình chia cho nó thật là đều nha. Đó, mình chia như vậy. Mình chia và mình giữ nguyên cái hình dạng của khối bột lúc mình chia luôn nha. Diễm để y như vậy luôn, mình không có vo tròn gì lại. Để qua một bên. Bột này nó rất là vừa, nó không nhão mà nó cũng không bị khô nha. Đây là 6 khối bột mà Diễm đã chia ra rồi. Bây giờ Diễm lấy một cái khăn á, Diễm đậy lên. Và bây giờ mình đi tạo hình liền luôn nha, không cần phải ủ thêm. Mình sẽ để cái mặt khô của bột á lên trên, cái mặt ướt ở dưới cho mình dễ cán nha. Rồi mình dùng cái cây cán bột á, mình nhẹ nhàng. Cái này á thì là thật ra làm là không có nên mạnh tay nha. Đó, mình nhẹ nhàng mình cán ra, cán cái phần dưới. Xong rồi tới cái phần trên, cán bên trái bên phải thì cái phần dưới của mình nó to hơn á. Thì mình tạo hình cái bánh nó dễ dàng hơn và cái bánh của mình nó sẽ nổi phồng, nó tròn, nó đẹp. Rồi mình cũng cuốn lại như Diễm làm nha, nhẹ tay nha. Nhớ nha là nhẹ tay, tại vì nếu mà mạnh tay quá thì cái bọt khí ở trong bột nó sẽ bị bể. Lần cuối thì mình chỉ cần quấn lại thôi, mình không có cần cuộn ép nữa. Rồi mình díp cái mí ở cửa của cái bánh lại. Sau đó đặt cái mí bánh xuống và dùng hai cái lòng bàn tay nè, đè nhẹ xuống
mình xe xe lại á, cho cái hai cái đầu của bánh á, nó khít lại với nhau là được, không có cần lâu nha. Đó, vậy là mình đã xong. Diễm làm thêm một cái nữa nha. Đó, mình để nguyên cái bột, cái mặt khô của bột mình sẽ để lên trên nha. Rồi mình cán nhẹ ra. Cái bột này rất là dễ cán, nó mềm lắm, nó không có bị dai nhiều. Ở dưới thì lúc nào mình cũng sẽ cán cho nó to hơn ở trên tí xíu, thì mình lúc mà mình xe cái bánh nó sẽ tròn trịa, nó đẹp. Trung bình á, một cái bánh này Diễm tạo hình là 1 phút, thì mọi người cũng cố gắng làm nhanh và nhẹ tay nha. Diễm luôn nhắc là phải nhẹ nhàng thì cái bánh của mình nó sẽ nở xốp và nó ngon. Đó, khúc cuối mình không có cần ấy, mình chỉ quấn nó lại thôi, mình díp cái mí lại. Để cái mí bánh xuống và mình dùng hai tay, hai cái lòng bàn tay đó, mình xe. Xe chừng mấy lần thôi là cái hai cái đầu của bánh nó đã khít lại với nhau, như vậy là được nha, không có cần xe nhiều. Đây là 6 cái bánh mà Diễm đã tạo hình xong rồi. Bây giờ mình sẽ mang đi ủ nha. Thì mình sẽ ủ trong lò nướng, và mình nhớ là không có bật lò hoặc bật đèn gì nha. Diễm dặn tại vì có nhiều bạn thắc mắc và gửi hỏi Diễm đó. Mình sẽ cho vô lò nướng như vậy, rồi mình sẽ đặt vô đây 2 cái ly nước nước sôi nha. Tại vì á, cái này á, là Diễm tìm hiểu về cái cách làm bánh mì á, thì Diễm thấy cái khí hậu của Việt Nam mình nó nóng nó ẩm á, thì nó sẽ ra được cái bánh mì như vậy. Thì mình sẽ tạo cái môi trường nóng ẩm bằng cách là mình cho bánh vô trong lò nướng như vậy, rồi mình sử dụng nước sôi để mình ủ bánh, thì cái bánh của mình nó cũng giống như là bánh mì Việt Nam. Đậy lại, mình ủ bánh trong vòng 60 phút nha. Sau 60 phút á, thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi lò nướng nha. Rồi mình sẽ bây giờ á, mình sẽ đi bật lò, thì cái lò của Diễm á, chỉ cần 10 phút á, là nó đã nóng được tới 240 độ. Thì mọi người canh cái lò của mình nha. Diễm sẽ đặt một cái khay ở cái tầng thấp nhất của cái lò nướng để mình chút mình cho nước sôi, và mình sẽ nướng bánh ở rãnh giữa của lò. Mình sẽ bật lò lên nha. Mình sẽ làm nóng lò ở lửa, hai lửa, lửa trên và lửa dưới, mình không dùng quạt nha, mọi người lưu ý. Và cái nhiệt độ sẽ là 240 độ C, 464 độ F. Đây là bánh là Diễm đã ủ được 60 phút. Nếu mà mọi người ủ bằng phương pháp ủ khăn và không có vỉ thì lúc này mình di chuyển bánh qua bên cái đồ nướng nha. Và mình sẽ ủ bánh thêm tiếp tục 10 phút nữa và không đậy khăn. Thì Diễm đã thử rất là nhiều lần rồi, mình không có còn đậy khăn lên nha. Thì vì có nhiều bạn nói đậy khăn lúc mà mở lên á, thì bánh nó bị dính á. Thì bánh này là sau khi Diễm ủ thêm 10 phút nữa nè, mình rờ lên cái mặt thì cái mặt nó khô và cái bánh nó rất là mềm. Bánh nó nở phồng lên như vậy là đạt chuẩn nha. Nếu mà bánh mọi người chưa có nở phồng á, thì mọi người có thể ủ thêm 5 phút nữa cũng được. Sau đó mình sẽ phun nước cho đều khắp mặt của bánh, thì nếu mà bánh mà khô á, thì mình rạch rất là khó. Vậy nên là mình phải phun nước có một cái lớp nước mỏng á, thì mình rạch sẽ dễ hơn. Diễm quay video á, nên Diễm á, phun nước xong xong rồi cái Diễm chỉnh camera đó, Diễm quay là Diễm rạch thì cái mặt bánh nó hơi bị khô nên Diễm rọc Diễm thấy hơi khó. Vậy nên để rọc dễ dàng á, thì mình nên để cho cái mặt bánh nó ẩm á, thì mình rọc nó sẽ dễ nha. Mình để dao ngay giữa bánh đó, mình nghiêng dao 45 độ và mình rọc thôi. Sau khi rạch bánh xong á, thì mình sẽ mang bánh mình đi nướng liền luôn nha. Đặt bánh vô rãnh giữa của lò. Và lúc này là mình đã chuẩn bị sẵn 200 ml nước sôi rồi nha. Mình cho liền 200 ml nước sôi vô trong cái dĩ, cái khay á, mình để ở dưới cái tầng thấp nhất đó. Và mình đóng lò lại. Mình hạ cái nhiệt độ lò xuống còn 230 độ C, 446 độ F nha. Và mình sẽ nướng với lại cái nhiệt độ này trong vòng từ 15 cho tới 17 phút. Thì cái bánh này nó mau vàng hơn là cái công thức bánh mì số 1 rất là nhiều. Cho nên là từ 15 phút á, thì mọi người nên canh nha. Và Diễm đã thử đi thử lại thì Diễm thấy là mình không có cần phun nước luôn. Trong quá trình mình nướng đó, mình chỉ cần để cái khay nước ở dưới như thế này thì mình nướng
cái vỏ của nó rất là mỏng, rất là giòn rồi. Tại vì Diễm thấy lúc mà mình phun nước thì nhiều khi thấy cũng hơi nguy hiểm, cho nên là Diễm thử và Diễm thấy không cần phun nước bánh vẫn rất là ngon. Bây giờ bánh là Diễm nướng chính xác là 16 phút nha. Diễm lấy bánh ra. Bánh rất là ngon luôn, cái này là nướng vừa vàng. Thì cái công thức này mọi người nên nướng bánh cho nó vàng tí xíu thì cái vỏ nó sẽ giòn lâu hơn nha. Nếu muốn mình thoa một cái lớp bơ mỏng lên như vậy nè, Diễm lưu ý là lớp bơ mỏng nha. Tại vì cái công thức bánh mì này thì cái vỏ nó rất là mỏng, nó giòn mà nó giòn kiểu xốp chứ nó không dày. Vì nên nếu mà mình thoa cái lớp bơ dày thì cái vỏ bánh nó mau bị mềm. Mình sẽ để cho bánh nó nguội trong vòng 15 phút. Thì lúc này cái bánh mì của mình nó xe cái vỏ nó lại, nó nổ lách tách á, và cái vỏ nó sẽ nứt ra như vậy đó. Nó hơi bị dính với cái dĩ nướng nha, nhưng mà không sao hết. Còn nếu mà mình làm mà bị dính nhiều á thì lúc mà mình tạo hình á, mình nên thoa một ít bột áo hoặc là mình thoa ít dầu lên trên cái vỉ nướng của mình á, thì cái bánh của mình nó sẽ ít bị dính vô cái vỉ hơn. Diễm gỡ ra cho mọi người xem, nó nở quá nên nó bị dính chặt ở dưới đây á. Đó, nó không có vàng lắm tại mình không có trở. Cái bánh nó cực nhẹ luôn, phải dùng cái từ đó thì nó nhẹ lắm. Bóp thử cho mọi người xem, giòn rụm luôn. Giòn mà cái vỏ nó rất là mỏng. Lúc mà Diễm làm ra cái công thức này, Diễm cũng rất là ngỡ ngàng luôn. Không ngờ nó lại đơn giản mà mình làm được cái vỏ nó mỏng như vậy. Nó mỏng kiểu nó giòn, xốp, không có bị cứng. Và làm rất là nhanh, rất là đơn giản. Diễm xé ra cho mọi người xem ở trong nha. Mình kéo một cái ruột nó ra đi theo luôn. Về hương vị thì bánh này với lại công thức bánh mà dùng thời gian ủ lâu thì Diễm thấy đều ngon như nhau. Cái này thì cái vỏ nó còn mỏng hơn nữa và cái ruột nó xốp hơn nữa. Nhưng mà nếu mà để lâu thì 2 tiếng thì Diễm thấy nó lại mau mềm hơn. Vì vậy là Diễm gọi cái công thức này là công thức bánh mì mì ăn liền. Tại vì mình làm mình ăn liền thì rất là ngon, ngon lắm. Cái vỏ nó mỏng mà nó ruột thì nó xốp. Diễm quay gần cho mọi người xem nè. Nó nứt ra như vậy luôn. Và xốp mà kiểu xốp giòn tan á, mình ăn á không có bị đau cái miệng. Rất là dễ làm và thời gian làm á chưa đầy 2 tiếng rưỡi. Nếu mà mọi người có thắc mắc gì á thì cứ để lời lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm nha. Diễm cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất là nhiều. Chúc mọi người có được những ổ bánh mì làm thiệt nhanh, thiệt ngon. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người, tạm biệt.